Chào tất cả các bạn, hôm nay tính chung.vn sẽ hướng dẫn các bạn phần 2 của bài 18. Chúng ta sẽ đọc cùng với tôi phần đơn về thanh điệu trang 27. Bắt đầu: khứa bạn, khây bản, chi trả, truy trả, chi tan, chí để, pháng chiên, pha xẹt. Đọc lời liên tiếp trang 28 bài 2. Choán chén mính yue quang, chiếc thuyền ánh trăng sáng. Ý sự ti sang xoan, mặt dựng phủ đầy sương. Chỉ thấu quang mính yue, ngẩng đầu nhìn trong sáng. Ti thấu sư cu xiang, cúi đầu nhớ cố hương. Chúng ta nhấn vào cái từ gần cuối. Ti thấu sư cu xiang. Cu, ta nhấn vào cu. Cu là nhấn, ok. Chủ truy, sắp xếp từ thành câu. Tham ân cung sư, yếu khẩn tua, oai của chữ nguyện, câu 1. Câu 2. Tha ye shi wo men xue xiao de liu xue sheng, câu số 3. Tham ân tou shi oai của liu xue sheng, câu 4. Tham ân tou zai 语言大学学习, câu số 5. 你的毛衣是什么颜色的, câu 6. 你的车是新的还是旧的, xe của bạn là xe mới hay xe cũ, câu 7. 这些都是重要吗, những cái này đều là thuốc bắc phải không, câu 8. 你的老师是谁? Thầy giáo của bạn là ai? Điền từ vào chỗ trống, bài số 3, trang 28. 我们班有三位老师, lớp chúng tôi có 3 vị thầy giáo. Quay là dành cho giám đốc này, thầy giáo này, những ai mà quay quay một tí. Còn bình thường dùng cưa là được. 这本词典多少钱? Mà ly yếu lẻng trang ti thú. Cái gì về mặt rộng, bắt buộc dùng lượng từ trang. Chúng tôi muốn một quả táo. Na lem chư dính chưa? Sư bú sư nỉ tợ. Chiếc xe đạp đó có phải của bạn hay không? Lượng từ xe cộ là lem. Của tàu phán trên yếu lem bái ý chữ. Lượng từ của ghế là bả. Những gì cầm nắm được là bả. Chúng ta đi tiếp. Chưa phá sản sư sấy tợ. Cái ô này là của ai? Tôi có cơ xin xiang zi, tôi có một cái vali mới. Chư chư chen bì, sư nỉ tạ ma. Cái bút chì này có phải của bạn không? Chư là lượng từ của gì dạng cả cành nhánh. Ví dụ y chư sống chữ một ngón tay. Ní hiểu chỉ che khung máu y. Bạn có mấy cái áo len hồng, áo mặc áo len màu đỏ. Chen là lượng từ của quần áo nhé. Chữ câu sai. Bộ mân pan hiểu sứ ba cơ liếu xế sâm. Câu số 2. Sấy sư nỉ tờ lão sư. Câu số 3. Bố yếu y bẩn khăn vị chữ thiện. Câu 4. Bố mân tờ xế xeo khẩn ta bỏ sư đi. Câu số 5. Ní yếu mấy yếu trung của bằng hiệu bỏ ma đi. Bố mình thiện xeo yếu khượng bỏ sang đi. Nỉ ba bà chua sớm mất cung chua bỏ tơ đi. Của ba bà mama tâu sư lão sư. Đấy là câu số 8. Về mô tả bức tranh, các bạn phải tự làm thôi. Tôi sẽ đưa ra một chút gợi ý cho cái phần bức tranh, mô tả cái bức tranh này nhé. Ở trang 29. Của tờ phán chen lì yếu lém bá ý chữ. Có hai cái ghế, lém phấn hoa, hai bồn hoa. Y cơ su chia, có một cái giá sách. Y cơ y quê, một cái tủ quần áo. Ở tờ phán chen lì yếu y trang choáng, trong văn phòng tôi có một cái giường. Y trang chua trự, một cái bàn. Chén sạn yếu y trang sư chia thi thú. Trên tường có một cái bản đồ thế giới. Y trang cho pen, một bức ảnh. Y quê lì, trong tủ quần áo. Yếu khẩn tua y phục, trong tủ quần áo rất nhiều quần áo. Các bạn chuyển những cái lời mà tôi vừa nói, viết thành chữ Hán, sử dụng cái phần mềm QQ mà tôi đã hướng dẫn, viết và có thể đánh thành một cái văn bản.
Như vậy thì các bạn sẽ nhớ được cả từ và có cả cấu trúc để nói. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển sang trang 30 cho tôi, bài số 6, đặt câu hỏi. Nǐ huā shěn me qiān, câu 1 ạ. Nǐ huān rén min bì hái shì yuè bì? Shuǐ huān rén min bì? Nǐ zuò shěn me, cũng được. Câu số 2, wǒ de chè shì hóng de, câu hỏi sẽ là shuǐ de chè shì hóng de, nǐ de chè shì shěn me yán shè de, nǐ de chè shì hóng de hái shì bái de? Wǒ jiā yǒu shì kǒu rén, nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén? Shuǐ jiā yǒu shì kǒu rén, nǐ jiā yǒu shì kǒu rén hái shì wǔ kǒu rén? Câu số 4, wǒ bà bà shì dài fù, nǐ bà bà zuò shěn me gōng zuò? Shuǐ shì dài fù? Câu số 5, zhè ge gōng shì de wài guò rén hěn duò? Câu hỏi, zhè ge gōng shì de wài guò rén duò bù duò? Là cái cung sư từ ngoài cổ lần khẩn tua. Câu số 6, mình thèm của chú ý nào? Mình thèm thì chú ý nào? Sớm mất sự khâu thì chú ý nào? Mình thèm thì chưa sớm mơ, đúng không? Hoặc là mình thèm xoáy chú ý nào cũng được. Câu số 7, chưa lên chưa khẩn xin, chưa lên chưa chẩm giam, chiếc xe này thế nào? Nả lên chưa khẩn xin cái xe nào rất là mới. Câu số 8, của tờ phán chen khẩn an trinh, câu hỏi sẽ là đi tờ phán chen chẩm giam, đi tờ phán chen an trinh vũ an trinh, giấy tờ phán chen khẩn an trinh. Bây giờ chúng ta sang bài hội thoại giao tiếp, bài số 7. Sen sợ ông, chào ông, nì chư thể sớm mơ, ông ăn gì ạ? Lái cơ niếu râu cho một suất thịt bò, ý cơ tô phụ một suất đậu phụ, láng hoảng mì phát hai bát cơm. Khơ đèn sớm mơ, uống cái gì ạ? Y bình trinh tạo ý triệu, một chai bia thanh đảo. Y bình khở lượng, một chai coca. Khái eo bía tầm mà, còn muốn cái gì khác không? Bú eo lận, không cần nữa. Chỉnh sao tầm, xin hãy đợi một chút. Mặc cả, thảo tre khoán tre. Máu y, tôi sẵn chén y chen. Áo len, bao nhiêu tiền một chiếc? Y chen, y bản khoai, một chiếc là 100 đồng. Phén y tiền hảo mà, rẻ đi một chút được không? Ní kể chiều sứ bạn, bạn đưa 90 đồng là được rồi. Mẫu 3, quân rấn su hỏi về số người. Ní mân pan nhiều tua sảo xuế sân, lớp các bạn có bao nhiêu học sinh? Bộ mân pan nhiều sứ ba cửa xuế sân, lớp chúng tôi có 18 học sinh. Nán sân tua, khái sư nỉ sân tua, nam sinh nhiều hay là nữ sinh nhiều? Nỉ sân tua, nữ sinh nhiều. Nỉ sân nhiều sứ cửa, nữ sinh thì có 10 người. Nán sân chứ hiểu ba cửa, học sinh nam chỉ có 8 người. Trên đây tôi vừa hướng dẫn xong, tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn xong cho các bạn bài 18 của giáo trình Hán ngữ 2. Các bạn thực ra bài tập tiếng Hoa tự làm, còn nếu mà gặp khó khăn thì mình sử dụng cái phần hỗ trợ của tôi, thì như thế nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.